Đầu tiên mình có hai quả trứng gà, một muỗng hạt nêm chay, nấm và hạt sen, một ít bột ngọt. Rồi mình trộn đều lên. Tiếp theo mình cho vô một chén cơm. Tiếp theo là mình phi tỏi. Rồi, tỏi thơm lên mình cho cơm với trứng vô. Như vậy là mình đã xong món cơm chiên trứng rồi đó mọi người, rất là đơn giản. Mọi người thích thì có thể bỏ tiêu, bỏ hành hoặc là bỏ cái gì mình thích vô nha. Rất là ngon, rất là béo, rất là thơm nữa mà dễ ăn nữa.